Chào mừng mọi người đến với kênh tin tức nóng ngày hôm nay. Kính chúc cả nhà có một ngày thật nhiều niềm vui bên gia đình và bạn bè của mình. Sau đây là một số tin tức trong ngày hôm nay. Triều Tiên cáo buộc Mỹ cố tình leo thang căng thẳng. Bộ Ngoại giao Triều Tiên chỉ trích Mỹ cố tình làm leo thang căng thẳng trong khu vực khi diễn tập chung với Hàn Quốc. Nguy cơ chiến tranh hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đang chuyển dần thành hiện thực do những hành vi vô trách nhiệm của Mỹ và Hàn Quốc liên quan đến các hoạt động vô diễn lực lượng hiếu chiến trái với nguyện vọng của cộng đồng quốc tế về hòa bình và ổn định. Bộ Ngoại giao Triều Tiên ngày 7 tháng 2 tuyên bố. Trước đó, oanh tạc cơ B-52 của Mỹ cùng tiêm kích F-15K và KF-16 Hàn Quốc ngày 6 tháng 3 tham gia diễn tập chung trên vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng nhận định cuộc diễn tập là hành động khiêu khích quân sự liều lĩnh đẩy tình hình bán đảo Triều Tiên lún sâu hơn vào vũng lầy không đáy. Cuộc diễn tập không quân gần đây cho thấy rõ Mỹ đang triển khai kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Triều Tiên ở cấp độ một cuộc chiến thật sự, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết. Bất chấp chúng tôi nhiều lần cảnh báo, Mỹ vẫn cố tình làm trầm trọng thêm tình hình ở bán đảo Triều Tiên và khu vực. Bộ Ngoại giao Triều Tiên kêu gọi Mỹ lập tức chấm dứt các hành động quân sự thù địch nhằm phá hoại hòa bình và ổn định trên bán đảo, đồng thời cảnh báo không gì đảm bảo xung đột khốc liệt không xảy ra trên bán đảo Triều Tiên, nơi các lực lượng vũ trang khổng lồ của hai bên đang đối đầu gay gắt. Mỹ chưa bình luận về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Triều Tiên. Triều Tiên đưa ra bình luận trong bối cảnh Mỹ và Hàn Quốc dự kiến tổ chức tập trận lá chắn tự do ngày 23 tháng 3 nhằm tăng cường năng lực phòng thủ và ứng phó của liên minh bằng cách tập trung vào các kịch bản thay đổi môi trường an ninh, hành vi gây hấn của Triều Tiên và bài học từ những xung đột khác trên thế giới gần đây. Căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên và khu vực xung quanh gần đây leo thang. Hàn Quốc tham gia các cuộc diễn tập quân sự quy mô lớn với Mỹ và Nhật Bản. Triều Tiên sau đó tổ chức nhiều đợt thử tên lửa và vũ khí mới để đáp trả. Hàn Quốc ngày 16 tháng 2 công bố sách trắng quốc phòng năm 2022, lần đầu sau 6 năm gọi Triều Tiên là kẻ thù, báo hiệu lập trường cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng. Theo sách trắng, Triều Tiên đã thực hiện 15 hành động thù địch vào năm ngoái, vi phạm Hiệp ước Quân sự Liên Triều năm 2018. Các hành động được liệt kê như triển khai máy bay không người lái xâm nhập không phận Hàn Quốc tháng 12 năm 2022, nã pháo vào vùng đệm quân sự và phóng tên lửa qua hải giới vào tháng 11 năm 2022. Phi công Ukraine tới Mỹ huấn luyện, quan chức Lầu Năm Góc xác nhận hai phi công quân sự Ukraine đang ở Mỹ cải thiện kỹ năng bay trên thiết bị mô phỏng. Hoạt động làm quen này cho phép chúng tôi giúp các phi công Ukraine hoạt động hiệu quả hơn và tư vấn tốt hơn cho họ về cách phát triển năng lực bản thân, quan chức Lầu Năm Góc ngày 6 tháng 3 thông báo. Các phi công này sẽ không bay trên bất cứ nền tảng nào, thay vào đó họ sử dụng thiết bị mô phỏng. Hai quan chức Mỹ khác cùng ngày cho biết, nhóm phi công Ukraine đang tham gia đợt đánh giá do lực lượng không quân vệ binh quốc gia bang Arizona tổ chức. Một người nói thêm 10 phi công Ukraine có thể tới Mỹ để tham gia quá trình đánh giá tương tự. Không đoàn tiêm kích số 162 của vệ binh quốc gia Mỹ đóng quân tại căn cứ Morris ở Tucson, bang Arizona, chuyên sử dụng F-16 và tổ chức nhiều khóa đào tạo phi công các nước vận hành tiêm kích này. Trang web của không đoàn 162 cho biết, đơn vị đã đào tạo phi công từ 25 quốc gia đang vận hành tiêm kích F-16. CNN ngày 5 tháng 3 dẫn ba nguồn tin cho biết, hai phi công Ukraine có thể tham gia khóa huấn luyện điều khiển tiêm kích F-16 sau khi hoàn tất đánh giá. Tuy nhiên, quan chức Lầu Năm Góc ngày 6 tháng 3 khẳng định chưa có cập nhật nào liên quan đến việc chuyển tiêm kích F-16 cho Ukraine. Mỹ dẫn đầu viện trợ quân sự cho Ukraine với tổng số tiền lên tới hơn 32 tỷ USD từ khi chiến sự bùng phát tháng 2 năm 2022. Mỹ tiếp tục từ chối cung cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine, bất chấp Tổng thống Volodymyr Zelensky nhiều lần đề nghị. Ukraine cho rằng tiêm kích F-16 sẽ giúp họ đối phó các đợt tập kích tên lửa và máy bay không người lái UAV của Nga. Trong khi đó, giới chức Mỹ và đồng minh nhận định viện trợ F-16 cho Ukraine là điều không thực tế, do phi công cần huấn luyện kỹ lưỡng để vận hành tiêm kích và phòng không Nga với tên lửa tầm xa có thể bắn hạ chúng dễ dàng. Tiêm kích đa năng F-16 do General Dynamics phát triển từ những năm 1970 đang phục vụ trong biên chế Mỹ và nhiều quốc gia đồng minh. F-16 có thể đạt tốc độ tối đa 2.100 km/h ở độ cao 12.000m, trần bay 18.000m với tầm hoạt động 546 km. F-16 được trang bị pháo cỡ nòng 20mm, cùng 11 giá treo có thể mang theo tối đa 7,7 tấn vũ khí như bom và tên lửa dẫn đường. Ông Zelensky chỉ thị tìm lực lượng hỗ trợ Bakhmut. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, ông đã chỉ thị quân đội tìm lực lượng để tăng cường phòng thủ cho Bakhmut, thành phố đang bị Nga bao vây. Tôi đã yêu cầu tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang tìm lực lượng thích hợp để giúp đỡ những người ở Bakhmut. Không phần lãnh thổ nào của Ukraine có thể bị bỏ mặc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu qua video tối 6 tháng 3.
Theo Tổng thống Ukraine, tại cuộc họp với các quan chức quân sự hàng đầu trước đó cùng ngày, ông đã hỏi Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zelensky và tư lệnh phòng tuyến miền đông Ukraine Oleksandr Sirsky về đề xuất của họ đối với tình hình ở Bakhmut. Cả hai tướng đều trả lời lực lượng của chúng tôi sẽ không rút lui, mà tăng cường hệ thống phòng thủ, củng cố hơn nữa các vị trí ở Bakhmut, ông cho hay. Trợ lý Tổng thống Ukraine Mikhail Vodanyak cũng nói rằng có sự đồng thuận trong quân đội về việc cần thiết phải tiếp tục bảo vệ thành phố. Chiến dịch tiến công Bakhmut là trận đánh kéo dài nhất của lực lượng Nga từ khi xung đột với Ukraine bùng phát. Đây được coi là đầu mối giao thông quan trọng tiếp tế cho các đơn vị Ukraine tại vùng Donbass. Kiểm soát Bakhmut cho phép quân đội Nga tạo bàn đạp để tiến công những thành phố quan trọng khác ở tỉnh Donetsk. Moscow và Kiev đều chịu thiệt hại nặng sau 7 tháng giao tranh, trong đó nhiều chỉ huy Ukraine thừa nhận hàng loạt đơn vị thiện chiến nhất của nước này đã mất hoàn toàn sức chiến đấu trong quá trình bảo vệ Bakhmut. Thành phố miền đông Ukraine đã bị thiệt hại nặng nề và Kiev cho biết giao tranh ngày càng trở nên khó khăn. Gần thị trấn Chasiviaya, cách Bakhmut 10 km về phía tây, một người lính Ukraine cho biết anh đến để sửa xe tăng sau một tháng chiến đấu. Bakhmut sẽ thất thủ, anh nói. Chúng tôi gần như bị bao vây. Các đơn vị đang dần rút lui theo từng nhóm nhỏ. Theo người lính này, lối duy nhất ra khỏi Bakhmut là đi qua những con đường đất dẫn đến Chasiviaya. Nhưng nếu xe tăng bị sa lầy ở đó, lính Ukraine có thể trở thành mục tiêu của hỏa lực pháo binh. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao giấu tên của Ukraine nói xét đến các vị trí hiện tại của lực lượng Ukraine gần Bakhmut không thể bao vây thành phố. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho rằng lực lượng Ukraine có thể đã bắt đầu cuộc rút lui chiến lược khỏi Bakhmut. Ukraine có khả năng tiến hành rút quân chiến thuật hạn chế ở Bakhmut, dù vẫn còn quá sớm để đánh giá ý định của Ukraine liên quan việc rút hoàn toàn khỏi thành phố, viện nêu trong phân tích gần đây. Phát biểu trong chuyến thăm Jordan hôm 5 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng Bakhmut mang giá trị biểu tượng hơn là giá trị chiến lược và hoạt động. Chiến thắng ở đây không đồng nghĩa Nga có thể thay đổi cục diện chiến sự. Austin không dự đoán liệu Bakhmut có thể thất thủ hay không, nhưng theo ông, sẽ là thất bại chiến lược nếu lực lượng Ukraine quyết định tái bố trí ở phía tây Bakhmut. Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn Wagner, hôm 3 tháng 3 thông báo lực lượng này đã bao vây gần như toàn bộ Bakhmut và quân đội Ukraine chỉ còn một tuyến đường để rút quân. Ông kêu gọi chính phủ Ukraine ra lệnh cho lực lượng cố thủ ở Bakhmut rút quân để bảo toàn mạng sống. Cả nhà hãy like, đăng ký và bật cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi kênh ra nội dung mới nhé. Những lượt thích, chia sẻ và đăng ký là động lực giúp kênh có nhiều video hay gửi đến cả nhà. Ông Tập chỉ trích phương Tây kiềm tỏa Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu trước Quốc hội rằng phương Tây đang tìm cách bao vây, kiềm tỏa Trung Quốc, gây ra nhiều thách thức lớn. Các nước phương Tây, dẫn đầu bởi Mỹ, đã thực thi những biện pháp chèn ép toàn diện nhằm vào Trung Quốc, đặt ra những thách thức nghiêm trọng và chưa từng có tiền lệ với quá trình phát triển đất nước. Hãng thông tin Xinhua dẫn lời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói trong cuộc họp kín hôm 6 tháng 3 với các cố vấn chính phủ đang tham gia kỳ họp lưỡng hội tại Bắc Kinh. Ông Tập không nêu chi tiết về các hoạt động bao vây, kiềm tỏa của phương Tây, nhưng cho rằng Trung Quốc cần can đảm đấu tranh khi đối mặt với những thay đổi phức tạp cả trong và ngoài nước. Ông cũng hối thúc các doanh nghiệp tư nhân thể hiện tinh thần yêu nước và tích cực tham gia hoạt động từ thiện, chia sẻ trách nhiệm với những tập đoàn nhà nước để mang lại thịnh vượng chung. Chủ tịch Trung Quốc khẳng định chính phủ sẽ coi doanh nghiệp tư nhân như gia đình, cam kết loại bỏ những rào cản chính sách ngăn các công ty này cạnh tranh công bằng. Hãy làm giàu và thể hiện trách nhiệm, mang lại lợi ích và tình thương cho những người khác, ông nói. Trong nghị quyết lịch sử được công bố hồi tháng 11 năm 2021, Đảng Cộng sản Trung Quốc coi thịnh vượng chung là mục tiêu trung tâm của đất nước dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình. People's Daily, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết mục tiêu thịnh vượng chung là xây dựng một Trung Quốc bình đẳng hơn bằng cách tăng nhóm thu nhập trung bình, nâng thu nhập của nhóm thu nhập thấp, điều chỉnh hợp lý nhóm thu nhập cao và cấm các nguồn thu bất hợp pháp. Chiến dịch của ông Tập Cận Bình được cho sẽ ghim cương những gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc, hạ nhiệt giá nhà, khuyến khích hoạt động từ thiện và theo đuổi năng lượng sạch. Bởi vậy, trong mắt nhiều người Trung Quốc, mục tiêu thịnh vượng chung sẽ mang lại tương lai tốt đẹp cho nước này trong thập kỷ tới. Kỳ họp lưỡng hội tại Bắc Kinh là sự kiện chính trị quan trọng hàng năm của Trung Quốc, bao gồm hai hội nghị song song là Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, gọi tắt là Nhân đại, tương đương Quốc hội, và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc gọi tắt là Chính hiệp. Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh cạnh tranh siêu cường giữa Mỹ và Trung Quốc tăng nhiệt. Hai nước gần đây chứng kiến nhiều bất đồng liên quan đến sự cố khí cầu, căng thẳng ở eo biển Đài Loan, xung đột Ukraine hay các dự luật cấm TikTok mà Quốc hội Mỹ đang xem xét. Sát thủ số 1, Brazil bị bắn chết. Pedro Rodriguez Filho, sát thủ từng tuyên bố giết hơn 100 người mà ông ta cho là tội phạm ma túy,
hiếp dâm, bị các tay súng bí ẩn bắn chết ở Sao Paulo. Cơ quan an ninh công cộng bang Sao Paulo ngày 6 tháng 3 cho biết Pedro Rodriguez Filho, 68 tuổi, người được gọi là sát thủ số 1 Brazil, đã bị bắn nhiều phát đạn ở thành phố Mogidas Cruz, đông nam đất nước, ngày 5 tháng 3. Nhóm nghi phạm đã bỏ trốn sau khi gây án. Cơ quan này thông báo thêm rằng Filho chết tại hiện trường. Rodriguez từng ngồi tù 42 năm vì tội giết người. Khi ở trong tù, Rodriguez tuyên bố đã sát hại nhiều người, trong đó có những thành viên băng đảng từng giết bạn gái ông ta. Rodriguez trở nên nổi tiếng sau loạt bài phỏng vấn trên truyền thông Brazil, trong đó ông ta nói rằng hơn 100 người bị giết đều là tội phạm. Theo Rodriguez, nạn nhân của ông ta là những kẻ hiếp dâm, buôn bán ma túy và các loại tội phạm khác. Ra tù năm 2018, Rodriguez bắt đầu cuộc sống mới với tư cách là người nổi tiếng trên mạng xã hội, với tài khoản trên ứng dụng video quay có hơn 250.000 người theo dõi. Rodriguez thường xuyên đăng bài kể về đời mình, bình luận các vụ án nổi tiếng, cảnh báo thanh niên không xa vào vòng xoáy tội phạm. Nhà tội phạm học Ilana Casoy, người đã gặp Rodriguez, cho rằng ông ta thu hút được sự chú ý của nhiều người, bởi sát thủ này là sự phản chiếu xã hội Brazil, nơi chỉ có 10% các vụ giết người bị đưa ra xét xử. Hiện chưa rõ nhóm tay súng đã bắn chết Rodriguez cũng như động cơ gây án. Tướng Mỹ nói Ukraine đã nhận bom dẫn đường tầm xa. Tư lệnh không quân Mỹ tại châu Âu cho biết Ukraine đã nhận lượng nhỏ bom GDAMR, giúp tăng phương án tấn công tầm xa ngoài pháo HIMARS. Chúng tôi đã chuyển cho Ukraine một số đạn chính xác cao được tăng tầm, trang bị hệ thống dẫn đường và có khả năng đánh trúng mục tiêu ở xa hơn, bom thông thường. Chúng mới được bàn giao trong vòng 3 tuần qua. Tướng James Hacker, tư lệnh không quân Mỹ tại châu Âu, USAFE và Bộ Chỉ huy Không quân Đồng minh của NATO, cho biết trong hội thảo tại Mỹ hôm 6 tháng 3, tướng Hacker cho hay, bom GDAMR có tầm bay tối đa 72 km khi thả từ độ cao và tốc độ lớn, so với 24 km của những quả GDAM thông thường. Phiên bản này có tầm bay vượt trội nhờ trang bị cánh nâng gấp gọn, có thể bung ra sau khi bom tách khỏi máy bay. Ông không tiết lộ mẫu chiến đấu cơ được trang bị loại bom này, nhưng trước đó đã nhấn mạnh quá trình tích hợp tên lửa diệt radar AGM-88 HAM lên tiêm kích MiG-29 và Su-27 trong biên chế không quân Ukraine. Chưa rõ số lượng và phiên bản bom GDAMR được Mỹ chuyển giao cho Ukraine, nhưng dường như chúng rất hạn chế. Họ chỉ có đủ bom cho vài cuộc tập kích, tướng Hacker cho hay. GDAM là tên gọi chung của những loại bom thông thường được khoán cải thành bom thông minh bằng cách gắn các bộ dẫn đường, gồm thiết bị định vị vệ tinh toàn cầu GPS và hệ thống điều khiển. Đây là phương án giúp tận dụng kho dự trữ bom thông thường, thay vì phải sản xuất những quả bom dẫn đường có chi phí cao. Mỗi bộ dẫn đường được bán cho quân đội Mỹ có giá khoảng 25.000 USD, mức giá cho khách hàng nước ngoài có thể cao hơn nhiều. Chỉ huy USAFE cho rằng bom GDAMR cho phép lực lượng Ukraine tấn công hàng loạt mục tiêu mới, bổ sung cho khả năng tập kích tầm xa của pháo phản lực HIMARS và những vũ khí phóng từ máy bay có sẵn trong biên chế của Kiev. Các phiên bản GDAM cũng có thể mang lượng thuốc nổ tới gần 1 tấn, so với đầu nổ gần 100 kg của đạn pháo HIMARS. Dù vậy, tướng Hacker cũng thừa nhận môi trường tác chiến hiện nay có thể ngăn cản Ukraine phát huy tối đa tính năng của bom GDAMR. Máy bay của họ phải bay thấp để tránh lưới phòng không đối phương. Điều này có thể hạn chế tầm bay của bom, ông nói. Giới chức Ukraine và Nga chưa bình luận về thông tin. Không quân Ukraine vận hành phi đội tiêm kích hạng nặng Su-27 và chiến đấu cơ hạng nhẹ MiG-29 từ thời Liên Xô, cùng cường kích Su-24 và Su-25 có tuổi đời khá cao. Mỹ đang tìm cách nâng cấp khả năng tác chiến cho lực lượng này, thay vì cung cấp tiêm kích như F-16, vốn đòi hỏi quá trình huấn luyện kéo dài và phức tạp cho phi công cùng kỹ thuật viên. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ video của kênh. Mọi người hãy giúp kênh bằng cách nhấn nút like, đăng ký, chia sẻ để giúp kênh có thêm động lực làm nhiều clip hay hơn nha. Trên đây là một vài video của kênh. Cả nhà hãy nhấp vào xem để ủng hộ cho kênh nhé. Tạm biệt cả nhà và hẹn cả nhà vào bản tin ngày mai. Tạm biệt cả nhà.